Mỹ có lép vế so với Nga và Trung Quốc khi thử nghiệm thất bại tên lửa siêu vượt âm. Không quân Mỹ ngày 24 tháng 3 thông báo đã thử nguyên mẫu hoàn chỉnh của tên lửa siêu vượt âm AGM 183A hôm ngày 13 tháng 3, song không tiết lộ chi tiết mà chỉ nói rằng hoạt động đáp ứng một số mục tiêu. Giới quan sát bị suy đoán rằng họ đã phóng tên lửa thất bại, chỉ ra rằng thông báo này khác với vụ thử hồi tháng 12 năm 2022, khi không quân Mỹ khẳng định hoạt động thành công và đáp ứng tất cả mục tiêu. Trong phiên điều trần với Hạ viện ngày 28 tháng 3, Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Skander thừa nhận thất bại trong thử nghiệm. Chương trình vũ khí phản ứng nhanh phóng từ máy bay gặp một chút khó khăn trong hoạt động thử nghiệm, ông Scandal nói. Tên lửa ATM-183A do Lockheed Martin sản xuất nằm trong khuôn khổ chương trình ARRW. Bộ trưởng Kendall cho biết, không quân Mỹ đang ưu tiên tên lửa hành trình tấn công siêu vực âm hơn so với ARRW ở thời điểm hiện tại. Bộ trưởng không quân Mỹ chưa nêu chi tiết lý do vụ thử thất bại. Chúng tôi chưa nhận được dữ liệu cần thiết. Họ đang kiểm tra và cố gắng tìm hiểu lý do, ông Kendall nói đồng thời khẳng định vụ thử tháng 12 năm 2022 với nguyên mẫu hoàn chỉnh rất thành công và là một bước tiến lớn. Ông Kendall cho biết, không quân Mỹ còn hai nguyên mẫu AGM-183A và dự định thử nghiệm sau khi hoàn tất nghiên cứu về thất bại ngày 13 tháng 3. Chúng tôi có thể phải đưa ra quyết định về số phận chương trình ARW sau khi hoàn tất các hoạt động này, ông Kendall nói. Chúng tôi sẽ xem xét lại chương trình trước khi xây dựng đề xuất ngân sách năm tài khóa 2025. AORW là một trong những chương trình tên lửa siêu vật âm đang được không quân Mỹ tiến hành. Bên cạnh các dự án vũ khí siêu vật âm của các quân chủng khác, nhằm thu hẹp khoảng cách trong lĩnh vực này với các đối thủ như Nga và Trung Quốc. Quả đạn AGM-183 HM được thả rơi tự do từ máy bay như bom thông thường, sau đó kích hoạt động cơ tên lửa để giúp đầu đạn đạt tốc độ và độ cao phù hợp và bảo vệ sau đó sẽ bung ra và đầu đạn lướt tới mục tiêu với tốc độ trên 6.000 km trên 1 giờ. Mỗi oanh tạc cơ B-52 có thể mang tối đa 4 quả AGM-183, HM dự án tên lửa AGM-183A, HM từng nhiều lần gặp sự cố trong quá trình thử nghiệm. Vũ khí siêu vực âm có thể di chuyển với tốc độ ít nhất là MOS-5 gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Chúng thường được mô tả là loại vũ khí vô hình do tốc độ bay rất cao và khả năng cơ động trong hành trình giúp tránh được phần lớn hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay. Nga và Trung Quốc đều tuyên bố đã sở hữu vũ khí siêu vật âm, trong khi Mỹ vẫn đang chụp vật phát triển chương trình này. Cựu đại tướng Mỹ John Hilton năm 2021 thừa nhận, nước này tụt hậu so với Nga và Trung Quốc về vũ khí siêu vật âm cho rằng Mỹ sẽ mất nhiều năm và phải bỏ nguồn lực rất lớn để giành lại vị trí hàng đầu trong lĩnh vực này. Hiện tại, Nga đang có trong tay ba loại tên lửa siêu vật âm. Tên lửa Avangos là vũ khí siêu vật âm được Nga phát triển đầu tiên. Avangos được thử nghiệm vào khoảng giữa tháng 2 năm 2015 tới tháng 6 năm 2016 trên tên lửa đạn đạo liên tục địa UR-100 UTTKH trong đợt thử nghiệm thành công vào tháng 12 năm 2018. Avangard đạt với tốc độ Mach 25, tương đương gần 33.000 km trên một giờ, và diệt mục tiêu ở khoảng cách 6.000 km, khiến nó trở thành vũ khí không thể bị đánh chặn, theo thông tin Bộ Quốc phòng Nga đưa ra. Đến tháng 12 năm 2019, Avangard chính thức được đưa vào biên chế trong quân đội Nga, với trung đoàn tên lửa đầu tiên trang bị Avangard triển khai ở vùng Brandsburg, miền Nam Nga, giáp với Gorenstein. Avengers cũng là mẫu tên lửa có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. Tên lửa Kinzhoz Kinzhoz là tổ hợp tên lửa hàng không đời mới của Nga, bao gồm máy bay tác chiến MiG-31K và tên lửa siêu vật âm KH-47M Kinzhoz. Kinzhoz trong tiếng Nga có nghĩa là lưỡi dao. KH-47M Kinzhoz có tầm bay từ 1.500 đến 2.000 km, tốc độ Mach 10, nhanh gấp 10 lần so với tốc độ âm thanh. Sau khi được phóng từ bể máy bay, tên lửa King tăng tốc lên 4.900 km h giờ Mach 4 và có thể đạt tốc độ cực đại là 12.350 km h giờ. Tên lửa siêu vực âm đời mới của Nga có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân, với tải trọng lên tới 480 kg. Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên cho công bố thông tin về King vào ngày 1 tháng 3 năm 2018. Ông gọi đây là một vũ khí lý tưởng, có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa, Tổ hợp tên lửa hàng không này được cho là đã được đưa vào biên chế tại quân khu miền Nam của Nga và sẽ xuất hiện tại các quân khu còn lại trong thời gian tới. Bộ Quốc phòng Nga liệt King là một trong sáu vũ khí thế hệ mới của Nga và thuộc diện không có đối thủ cùng loại. Với khả năng tấn công chiều sâu tốt, tổ hợp phòng không King sẽ tạo cho quân đội Nga ưu thế lớn nếu nổ ra chiến sự. Tên lửa Recon, Đây là mẫu tên lửa siêu vượt âm mới nhất của Nga, chuyên được phóng từ tàu ngầm và tàu nổi giúp tạo ra ưu thế vượt trội trong tác chiến hải quân. Thử nghiệm chính thức đầu tiên với Trincon được tiến hành vào tháng 10 năm 2020, với tốc độ đạt Mach 9, đánh mục tiêu trên biển và trên bộ. Đến cuối tháng 12 năm 2021, Nga tiến hành thử nghiệm thành công Jigrun với 10 vụ phóng tên lửa từ một tàu khu trục nhỏ và hai tên lửa khác từ một tàu ngầm. Tổng thống Putin đã gọi vụ thử tên lửa này một sự kiện lớn của đất nước, nhấn mạnh đây là một bước tiến quan trọng trong tăng cường năng lực quốc phòng của Nga. Năm 2022, trong cuộc chiến ở Ukraine, Kinhos, loại tên lửa siêu vật âm của Nga đã hai lần được sử dụng, lần đầu nhắm vào hầm ngầm chứa vũ khí tại khu vực Isvano ở phía Tây, và lần thứ hai là một cơ sở nhiên liệu của Ukraine tại thành phố Mykhailovsk gần bán đảo Crimea, đây rõ ràng là thông điệp Tổng thống Putin muốn chuyển tới phương Tây. Dường như Nga muốn nhắc nhở họ rằng việc hỗ trợ vũ khí cho Ukraine sẽ không ít gì vì Nga có thể dùng các vũ khí vượt trội để triệt hạ mà không cần bước chân vào lãnh thổ Ukraine. Điều này xuất phát từ thực tế, tên lửa Kinosh đã hoàn toàn được phóng từ các máy bay MiG-31K triển khai bên trong các lãnh thổ do Nga kiểm soát. Một thông điệp nữa là phương Tây không nên tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine vì Nga có thể tấn công trực tiếp vào các tuyến hậu cần do phương Tây xây dựng bằng các loại vũ khí mới hiện đại hơn trong tương lai hay thậm chí là các vũ khí hạt nhân chiến thuật. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, nhiều chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng việc phải dùng đến Kinhosh cho thấy kho dự trữ các vũ khí tấn công chính xác của Nga đang cạn dần sau hơn 2 tuần giao tranh. Kinhos là một vũ khí mới và với vai trò quan trọng của nó trong học thuyết răng đe của Nga. Loại tên lửa này chỉ nên được dùng trong những trường hợp thực sự cấp bách khi lợi ích của Nga bị đe dọa nghiêm trọng bởi một đối thủ mạnh hơn như Mỹ và NATO, hay tình thế chiến trường diễn biến hoàn toàn bất lợi cho Nga. Về phía Trung Quốc, loại tên lửa siêu vực âm mới trên biển, trên không và trên đất liền của Trung Quốc mới được công bố vào năm 2022 đã được xem là mũi đinh ba đáng gồm chống lại lực lượng Mỹ. Tên lửa chống hạm siêu vật âm yg 21 lần đầu tiên được thấy vào tháng 4 năm 2022 trong vụ phóng thử từ tàu tuần dương Typhus 055. Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin quân đội giải phóng nhân dân, lực lượng hỗ trợ chiến lược đã đăng bài viết trên mạng xã hội Weibo. Trong đó tuyên bố tên lửa yg 21 có thể di chuyển với tốc độ Mach 10, tương đương 3.400 m trên mỗi giây. PLA SSF cũng tuyên bố rằng hệ thống phòng thủ trên bất kỳ con tàu nào cũng không thể đánh chặn tên lửa ở tốc độ đó và ngay cả khi tên lửa không nổ, động năng cực lớn của nó cũng có thể phá hủy mục tiêu. PLA SSF nói thêm, sự ra đời của tên lửa White 21 đánh dấu sự phát triển đáng kể trong khả năng chống tiếp cận, chống xâm nhập khu vực của Trung Quốc. Theo báo Asia Times, việc PLA SSF Tiết lộ thông tin về Whitechase 21 có thể là lời cảnh báo có chủ ý đối với Mỹ và các đồng minh Mỹ sau chuyến thăm đầy tranh cãi tới Đài Loan của cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vào tháng 8 năm 2022. Việc ra mắt phiên bản xuất khẩu của Whitechase 21 tại triển lãm hàng không châu Hải năm ngoái có tên Whitechase 21E cho thấy phiên bản nội địa Whitechase 21 không còn là mẫu tiên tiến nhất mà nước này sở hữu và Bắc Kinh có thể có nhiều tên lửa tối tân hơn. Bài báo của báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng lưu ý rằng, việc PLA SSF công bố thông tin YJ21 được dựa vào hướng dẫn từ vệ tinh do PLA SSF cung cấp để bắn trúng mục tiêu có ngụ ý rằng, YJ21 là vũ khí chiến lược chống lại các tàu sân bay Mỹ, tàu sân bay là khí tài quan trọng trong việc triển khai lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương. Trong khi đó, việc tích hợp YJ-21 trên tàu tuần dương Type 055 khiến con tàu trở thành một trong những tàu chiến được trang bị vũ khí mạnh nhất trên thế giới. Theo sĩ quan Mỹ Prince Eastwood, tàu tuần dương Type 055, tàu khu trục Type 052D và tàu khu trục thế hệ tiếp theo sẽ sớm triển khai cùng các nhóm tác chiến tàu sân bay của Trung Quốc hoạt động ở biển Hoa Đông, biển Đông và eo biển Đài Loan. Ở cấp độ chiến lược, vũ khí xuyên vực âm của Trung Quốc phù hợp với khái niệm trăng đe bằng vũ khí thông thường mà nước này đang chú trọng, nhằm ngăn Mỹ và đồng minh can thiệp vào Đài Loan. Trong sách khái niệm trăng đe chiến lược của Trung Quốc phát hành năm 2016, hai tác giả Michael Chess và Archer cho rằng, Bắc Kinh coi vũ khí thông thường có thể áp dụng linh hoạt hơn vũ khí nạn nhân và không chịu sự ràng buộc chính trị. Sau đó, không lâu, tháng 5 hay năm 2022, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin Trung Quốc đang phát triển một vũ khí tầm nhiệt siêu vực âm có khả năng đánh trúng một chiếc xe đang di chuyển. Theo đó, nhóm nghiên cứu do ông Zhang Xiogang thuộc Đại học Kỹ thuật Tên lửa Quân sự ở Tây Nam Trung Quốc cho biết họ đã rất nỗ lực và đạt được những bước tiến quan trọng trong việc giải quyết làm thế nào để tên lửa đạt vận tốc gấp 5 lần, tốc độ âm thanh có thể nhắm trúng, mục tiêu đang di chuyển. Trang và các đồng sự cam kết sẽ tìm ra các giải pháp trước năm 2025. Trong bài viết đăng trên khoa học in France and Laser Engineering, kỹ thuật hồng ngoại và laser, các nhà nghiên cứu giải thích vì một tên lửa siêu vực âm có thể di chuyển một quãng đường rất lớn chỉ trong dây lát nên chỉ cần một sai sót nhỏ trong hệ thống định vị và dẫn đường cũng có thể dẫn tới hậu quả bắn trượt. Ngoài khoảng cách, tín hiệu nhiệt của các vật thể nhỏ đang di chuyển chỉ to vài pixel và không thể hiện rõ các thông tin chi tiết như hình dạng, kết cấu và cấu trúc từ đó khiến việc nhận dạng và theo dõi trở nên cực kỳ khó khăn. Bên cạnh đó, cảm ứng nhiệt cần một môi trường lạnh để hoạt động một cách hiệu quả, song nhiệt độ bề mặt tên lửa có thể tăng cao tới vài nghìn độ C và dẫn tới tình trạng nhiễu. Với công nghệ tầm nhiệt mới, tên lửa Trung Quốc có thể loại bỏ những mục tiêu giá trị cao ở khoảng cách xa khi đang di chuyển với vận tốc không tưởng, nhằm mở rộng quy mô ứng dụng vũ khí siêu vật âm trong một cuộc chiến khu vực. Trước đó, các vũ khí siêu vật âm ban đầu được phát triển để tấn công các hệ thống phòng không và các mục tiêu cố định trên mặt đất. Nhiều người cho rằng khả năng cơ động hạn chế ở tốc độ cao sẽ khiến việc tên lửa siêu vật âm bắn trúng tên lửa đang di chuyển là không thể. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã cho thấy năng lực ngày càng gia tăng trong việc ngăn chặn các mục tiêu di động, bao gồm thử nghiệm bắn hạ mẫu tàu sân bay được lắp đặt trên trường ray ở sa mạc Kobe. Tuy nhiên, tàu sân bay vẫn là một mục tiêu tương đối dễ theo dõi việc kích thước lớn và việc di chuyển có thể nắm bắt được từ lâu. Vấn đề chỉ phức tạp hơn khi diễn ra trên đường phố, nơi có nhiều phương tiện cùng tham gia một lúc. Theo ông Trang, nhóm nghiên cứu đã đưa ra một phương pháp nhận dạng và theo dõi mục tiêu mới. Một thiết bị tầm nhiệt truyền thống phân tích các hình ảnh được tạo ra bởi các cảm biến hồng ngoại theo từng khung hình, nhưng ở tốc độ Mach 5 hoặc nhanh hơn, sự khác biệt giữa hai khung hình liền kề có thể rất lớn, khiến máy tính khó tìm thấy sự nhất quán, đặc biệt là khi mục tiêu nhỏ và đang di chuyển. Công nghệ mới sẽ sử dụng dữ liệu được thu thập bởi cảm biến chuyển động để điều chỉnh pixel, sao cho hầu hết các yếu tố như góc nhìn, ánh sáng và kích thước trong từng khung hình sẽ nhất quán với nhau. Nhóm nghiên cứu chỉ ra, mặt công nghệ hiệu chuẩn này rất phức tạp nhưng sẽ tạo ra một hình ảnh rõ ràng và ổn định hơn. Quân đội Trung Quốc ngày càng tin vũ khí siêu vật âm sẽ thay đổi bản chất của trận chiến và đang đầu tư mạnh mẽ để đạt được lợi thế về công nghệ. Theo một số nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học quân sự Trung Quốc, một số chỉ huy cấp cao vẫn có thể trở thành mục tiêu bị tấn công ngay cả khi họ ở phía sau chiến tuyến hơn 1.000 km và được bảo vệ bởi nhiều lớp hệ thống phòng không. Các phương tiện quân sự đắt tiền như tàu sân bay và chiến đấu cơ tàng hình cũng sẽ mất lợi thế và ít khả năng phòng thủ trước tên lửa siêu vực âm. Hiện có khoảng 3.000 nhà khoa học được huy động tham gia chương trình phát triển vũ khí siêu vật âm của quân giải phóng nhân dân. Mua sắm không giới hạn với đa dạng các chủng loại hàng hóa, áp dụng chính sách hoàn tiền lên đến 50%. Thông qua chương trình VMM Cashback, bạn sẽ được thỏa sức mua sắm ở khắp nơi trên toàn cầu. Hãy scan mã QR để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi hấp dẫn này.